Này, năm nay có vẻ nóng hơn năm ngoái hay sao nhở? Đầu hè mà nóng khủng khiếp đấy. Công nhận, càng ngày càng nóng lên đấy. Giờ này mà được đi bơi thì thích thật đấy. Tớ thì biết bơi, nhưng tớ sợ ngụp nước lắm, không thở được. Cứ nghĩ thôi là sởn hết da gà rồi. Các cậu có muốn được tham quan dưới đáy ao mà vẫn thở ngon lành không? Cậu đùa đấy à? Làm gì có ai lặn xuống đáy ao mà vẫn thở được? Nếu thế thì thành cụ ít kiêu rồi. Hay cậu nhặt được lông châu thần như cụ ít kiêu ngày xưa? Tớ á? Tớ chỉ cần một cành sậy. Các cậu kiếm cho tớ mỗi người một cành sậy là có thể tham quan dưới đáy ao ngay. Thật á? Nghe nói cứ sao sao ấy Hồng Xiêm ạ. Chuyện này không đùa được đâu. Đối mặt với cái chết đấy. Cứ làm theo hướng dẫn của tớ thì không bao giờ có chuyện ấy đâu. Ừ. Thôi được, bọn tớ tin cậu. Bây giờ nhiệm vụ của bọn tớ là đi kiếm cành sậy chứ gì. Ừ, rồi chúng ta sẽ ra ao của cô Mây. Ao ấy nước sạch mà lại mát nữa. Ao này đẹp quá. Chỉ tiếc là không có được nó. Làm sao mà ông không lấy được nó? Nó có ma, em mới chướng chứ. Bực cả mình. Ma nào? Ma gì? Ông quên tôi là thầy cúng chuyên trừ tà bắt quỷ đây à? Ma tuổi gì? À ừ nhỉ, tôi quên mất là ông là thầy cúng. Chẳng là dưới cái ao này vẫn còn con ma là chồng của cái Mây. Nó biết nói tiếng người đây. Ha! Ma nào gặp tôi cũng bái sư hết nhá. Ma nào gặp tôi cũng đều bái tôi ba vái đấy. Cái ao này quá đẹp, quá phong thủy. Việc trị con ma cứng đầu, ông cứ để tôi lo. Nếu như ông trị được, tôi sẽ không tiếc tiền mà chi trả cho ông đâu. Ôi dào ơi, cái đó cứ từ từ. Tôi làm về lộc, còn cúng kiếng nhang đèn thế nào, đó là tâm của ông. Thế tôi với ông ta về nhà, bàn bạc mọi việc cụ thể. Bây giờ thế này nhé, các bạn hãy ngậm một đầu của cây sậy vào miệng của mình. Còn đầu kia của cây sậy luôn ở trên mặt nước. Như thế oxy, không khí mới ra vào được phổi của mình. Chúng ta có thể yên tâm lặn dưới nước bao lâu cũng được. Đây cũng là cách đánh giặc ngoại xâm trên sông nước của ông cha ta ngày xưa đấy. Tớ phải thử xem thế nào. Thật là tuyệt vời các cậu ạ. À, có nhiều cá với rồng đẹp lắm. Na, cậu thử mà xem. Tớ tò mò quá, để tớ thử xem thế nào nhé. Hay quá các cậu ạ. À, chúng ta cùng lặn vào bơi đi. Nhất trí. Chim ma chuột ma nhà ma sông, ma nào thầy cũng không sợ. Úm bà la, hỡi ba quân, 39,000 âm binh, hãy mau xuống ao bắt con ma lì lợm ở dưới ao cho ta. Chị bị làm sao thế? Hồng Xiêm ơi, lão phu ông lại muốn cướp ao nhà chị một lần nữa. Chị không biết phải làm thế nào cả. Phú ông thật là tham lam. Hồng Xiêm, cậu có cách gì không? Lần này các cậu phối hợp cùng với tớ cho nhuần nhuyễn nhé. Đảm bảo phú ông sợ ba đời luôn. Xa ra đi, má xa ra đi. Mà ao mau đi đi, xa ra đi. Thế là yên tâm rồi. Từ mai có thể tắm mát dưới cái ao mơ ước rồi. Cái ao này sẽ là ao của ta. Nắng
mệt ghê. Chắc có mỗi ông mệt đấy. Đứng xem ông tôi cũng thấy mệt. Thế xong chưa? Để tôi còn xuống ao tắm. Ngột quá rồi. Chưa, sắp xong rồi. Còn một bài nữa. Ôm ta la sara đi, má xó mà ao mau đi đi. Ôm ta re tu ta re, má đi đê mau đi đê. Các em, có phải các em có cách ngăn được phú ông chiếm cái ao của chị không? Vâng, chị cứ yên tâm. Bọn em đã có cách để phú ông không còn bén mảng nhòm ngó ao của chị nữa. Ôi, thật chứ? Nếu mà lần này các em giúp được chị mà lão phú ông tham lam không còn nhòm ngó cái ao của chị nữa, thì chị sẽ đãi các em một chầu ăn uống thỏa thích. Chị hứa nhá. Nghĩ đến được ăn là em lại có động lực rồi đấy. Nào, đi luôn thôi các cậu. Này phú ông, tôi đảm bảo với ông, ma dưới này đã bị 500 âm binh của tôi tiêu diệt nhanh và gọn. Đây toàn là những âm binh tinh nhuệ tôi đã đào tạo 9981 ngày đêm đấy. Có thật mới tin, nhìn mới thấy. Chứ thầy lễ suông thế, tôi tin thế nào được là hết ma. Ý phú ông là muốn thế nào? Ý tôi là ông lặn xuống ao và kiểm tra xem còn có ma nó ngồi dưới đáy ao không. Ơ cái ông này buồn cười thật. Tôi mà đã ra tay là chỉ có chuẩn. Tôi đảm bảo với ông là hết sạch ma. Hết sạch thì thầy xuống xem nào. Nếu như thầy trở lên và không sao thì tôi trả tiền thầy. Có thế thôi mà. Xuống á? Thế nào, thầy có xuống không? Xuống thì xuống. Sợ gì ma, thầy vật chết cả ma ai chứ. Đấy, thấy chưa? Làm gì có ma nào đâu. Đã bảo 500 âm binh nó vật chết ma rồi mà. Rất tuyệt. Nhân tiện trời cũng đang nóng, ta phải xuống tắm cùng cho mát. Mừng chị thành công con ma dưới ao. Ma! Ông cứ đùa, tôi có thấy ma gì đâu. Cái lão thầy cúng chết tiệt kia, dưới ao có mấy con ma nữa đây. Có cả ma nữ, hình như là cả gia đình. Ôi trời ơi, tôi có thấy gì đâu. Để tôi lấy quyết ra bắt ma. Con ma nào mà to gan dám trêu phú ông. Ôi, cái gì đây? Hà là thầy, hà là thầy. Đấy, thấy chưa? Tưởng ông thế nào? Ôi, ma. Cứu tôi với, cứu. Đấy, thấy chưa? Tưởng ông thế nào? Mấy con ma này, mà mạnh quá. Bùa chủ quy quyết của tôi không là cái gì cả.